studio. We do some yoga and stuff like that there. Yoga hả chị? Yoga hả? À, hơi nhỏ chị. Six lanes, you reserve a lane. We have outdoor basketball, we have pickleball. Pickleball is just like tiny tennis. We have big tennis as well. Big tennis is extra billing, so keep that in mind. Tub, a steam room, a sauna, and showers. So that your locker room's here. Mine is here. Just go walk through straight that way. Yeah. I'll meet you on the other side. Yeah. All right. Sounds good. À, mình mới vô đây được chứ. All right. We go upstairs. Ủa, xem tầng hai tầng chứ được. À, vậy hả? Chị xin lấy tờ bơi luôn. Nhưng mà cầm tờ bơi vậy thôi chứ em không biết bơi. Chị cũng đâu biết bơi đâu. Chị cũng đâu biết bơi đâu cưng. We have our cardio stuff, so that's gonna be your treadmills, wow. Ellipticals, stairmasters, bike machines, all that stuff. 4 TVs on both sides. Here we have some basic range of motion equipment. Just kind of get you going. We have four stuff here. Yeah, if you guys want to come see this stuff, it's really cool. Okay. What? Cool, huh? Yeah. Yeah. This is my favorite. I love this stuff. You can do any single stretch you can possibly think of, and there's a bunch of examples on there. It's really cool. Nhưng mà cũng nhiều người ấy chị. So we have our indoor track here. It goes all the way around the top floor. It's all timed as well. Walk lane, jog lane, and a run lane. À, chạy phải không? Này là đi bộ nè, này đi chạy bộ nè. À, con này chạy. This is your amp room right here. It's really good for stretching, kind of getting the body going. This is a really good spot. Dạ. Hay quá. Chị giống như tâm viên cho mình nữa. Món này là tạ. Dạ. Mình chắc không có vô đây đâu. Bên kia là có cái để đắt tóc á. Em thấy cái đó đó.
chồng em thôi. Em khóa cái đánh bóng của nó chị. Xuống là hết rồi hả chị? Ờ, là chân ba đúng không? Là gì chị? Cái lớp hồi nãy nhảy mà nó Zumba đúng không? Ờ. Lịch học hả? Lớp nhảy hồi nãy là gì? Zumba hả? Ok. Ờ. Bán đúng không? Đâu phải cho. Em tưởng cho. Trong đây chỉ có khăn mà ta cung cấp. Ok. All right.